Theo video trên YouTube của VTC14, một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy mới của tập đoàn Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh vào cuối ngày thứ Ba 30 tháng 5, một ngày sau khi nhà máy bắt đầu hoạt động thử nghiệm đầu tiên. Sau khi gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái, ông Trang Phú Ninh, Phó Chủ tịch điều hành công ty Formosa Hà Tĩnh nói với Reuters rằng vụ nổ là do vỡ thiết bị lọc bụi vì trục trặc kỹ thuật. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh cho hay là đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do bụi phát sinh trong quá trình đưa đá vôi vào lò, kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình sấy đốt lò nung vôi đã bám dính vào thành của thiết bị lọc bụi túi vải, gây tắc nghẽn quá trình lưu thông khí bụi, gây chênh lệch áp suất, dẫn đến làm bục thiết bị lọc bụi tại lò vôi số 1. Sự cố này làm tăng thêm mối lo ngại về độ an toàn của nhà máy trị giá 11 tỷ đô la, cho dù ông Trang khẳng định với Reuters rằng vụ nổ không gây thương vong và không ảnh hưởng gì đến tiến trình chuẩn bị sản xuất. Phó Chủ tịch Formosa nói với Reuters là hoạt động thử nghiệm vẫn tiếp tục tiến hành. Năm ngoái, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã đổ chất thải độc hại gây ô nhiễm hàng trăm km bờ biển miền Trung, tàn phá nền kinh tế địa phương vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngư nghiệp và du lịch và ảnh hưởng nặng nề tới sinh kế của người dân. Nhà máy của Formosa vừa khởi động lại vào ngày 29 tháng 5 sau thời gian đình trệ vì thảm họa môi trường. Mặc dù Formosa đã bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả, nhưng nhiều người dân không đồng ý với khoản bồi thường này, nêu lên quan ngại về những tác động xấu của nhà máy đối với môi trường trong lâu dài. Hồi tháng 3, tập đoàn Formosa cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư, chi ra thêm khoảng 350 triệu đô la vào dự án thép trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Formosa vẫn tiếp diễn. Khoản đầu tư mới được biết là sẽ được dùng để nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường, tăng vốn lưu động, mua vật liệu và xây dựng hệ thống dập cốc khô. Ngày 31 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gia hạn trong vòng 7 ngày, Formosa phải thông báo cho cơ quan chức năng biết nguyên nhân của vụ nổ và trong vòng 15 ngày phải khắc phục các trục trặc kỹ thuật của lò vôi số 1 để đảm bảo an toàn lúc vận hành thử nghiệm.